Thưa quý vị, nhận lời mời của ngài Matteo Piantedosi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italia, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Italia từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Italia để thảo luận các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương. Trong khuôn khổ hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Matteo Piantedosi, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Italia được duy trì và thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực. Việc hai bên ký kết Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2014 đã tạo cơ sở để tăng cường hợp tác phòng chống các loại tội phạm. Bộ Công an Việt Nam đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực đấu tranh phòng chống tội phạm do Bộ Nội vụ Italia tổ chức, cũng như tham gia các khóa đào tạo về gìn giữ hòa bình do chính phủ Italia tài trợ. Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Carlo Nordio, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao việc chính phủ Italia đưa Việt Nam vào danh sách 20 quốc gia tiếp tục ưu tiên thúc đẩy thương mại đầu tư đến năm 2030, mở rộng văn phòng hợp tác phát triển tại Hà Nội, phụ trách khu vực và ban hành chiến lược mới nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển với ASEAN là những cơ sở thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối quan hệ giữa Italia và ASEAN, hỗ trợ Italia tham gia các cơ chế hợp tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tích cực ủng hộ Italia trên các diễn đàn đa phương. Cùng với Hiệp định về Hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Cộng hòa Italia ký năm 2014, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù được ký lần này sẽ là những văn bản pháp lý quan trọng trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Italia. Qua đó, cụ thể hóa cam kết không khoan nhượng với bất kỳ tội phạm nào liên quan đến hai nước, đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại, lao động, sinh sống học tập du lịch của công dân Việt Nam và Italia trên lãnh thổ nước kia. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Italia, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Italia. Bộ trưởng Tô Lâm đã thông báo vắn tắt về tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước, kết quả công tác nổi bật về bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong thời gian qua.